tháo bánh xe đi sửa, hàng xóm tưởng trộm, đăng video lên mạng và cái kết. Mới đây trên mạng xã hội được một fan cười ngã nghiêng khi chứng kiến vụ việc, cứ ngỡ là trộm cắp nhưng lại không phải là trộm cắp. What? Vào trưa ngày 15 tháng 1 trên mạng xã hội xuất hiện một video dài 44 giây với nội dung: bà con cảnh giác, khi thấy người lạ thực hiện hành xấu này, làm người xem phải cảm thán và lo lắng về tình hình trộm cắp bất chấp trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Trước đó, chị vợ khi thấy hai chiếc bánh xe ô tô của mình đỗ trước nhà bỗng nhiên biến mất đã nhanh chóng báo tin đến công an phường. Ông N, T, L, hàng xóm khi nghe tổ trưởng dân phố hỏi có biết ai tháo bánh xe không thì nói ngay có thấy một người lạ mặt đến tháo bánh xe ra. Qua kiểm tra camera cũng thấy hình ảnh như vậy. Với lượng thông tin tưởng chừng đã chắc cú, ông L đã đăng tải clip lên mạng kèm lời bình luận thiếu căn cứ về vụ mất trộm. Ông An nhanh chóng vào cuộc điều tra thì hóa ra chuyện là do xe bị hỏng lốp, nên anh chồng đã gọi cho thợ đến tháo bánh xe đem đi sửa. Chị vợ không biết nên đã vội báo lên phường. Tuy nhiên khi chưa có đủ thông tin mà ông hàng xóm đã vội đăng clip khiến dân tình hoang mang, nên công an đang đề xuất xử lý ông L theo quy định của pháp luật với tội danh phát tán thông tin không đúng nhằm gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thôi hơi xù tí khi mà muốn làm người tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.